Đợt này em đang cho đúc tiếng múc hai con trống để trên tầng thượng kia thì nó còn non rồi chưa cho đúc. Đây vãi cho nó ít rau, rau thái nhỏ ra nó ăn ác, ăn nhiều hơn là ăn thóc. Tia mút này được cái là màu lông cực đẹp luôn. Đợt em bắt về là từ đợt tháng 11, là lúc đấy chủ cũ bảo là gà là được 9 tháng, thì đến nay nó rơi vào khoảng độ tầm 14-15 tháng gì đấy. Sống nó cũng cứng rồi. Thì cho xuống đúc phôi nó khỏe hơn so với lại hai con trống trên nhà, phôi yếu lắm. Cho ấp thử trứng của hai con trống trên nhà thì toàn bị chết phôi bên trong. Đợt này thả nó xuống thì nó ăn cám gà đẻ với lại ăn nhiều chất quá rồi. Béo tròn khéo vỡ trạng khoảng độ tầm 6 lạng, hơn 6 lạng. Chứ gà mà mình nhốt một mình ấy, mình nuôi mình giữ trạng cho nó cho ăn nguyên thóc không thì nó chỉ độ tầm 5 lạng, hơn 5 lạng thôi. Với lại cũng lười tập thể dục cho gà. Nó béo. Ưng nhất cái màu.